Park Min Young lần đầu phủ nhận hẹn hò với Park Sejun, thái độ gay gắt đến ngỡ ngàng. Mặc dù tình cảm của khán giả dành cho cặp đôi Park là rất lớn, nhưng Park Min Young đã hoàn toàn khẳng định giữa cô và Park Sejun chỉ là đồng nghiệp thân thiết và không hề có chuyện hẹn hò. Sau sự thành công của drama Thư ký Kim Sao Thế, Park Min Young, Park Sejun trở thành cặp đôi được khán giả đẩy thuyền cực kỳ nhiệt tình. Không chỉ có phản ứng hóa học tuyệt vời khi đóng chung phim, mà cả hai nhiều lần bị soi ra khoảnh khắc check-in cùng địa điểm như đang cùng đi hẹn hò. Trước những tin đồn này, cuối cùng Park Min Young cũng đã lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Theo tờ Inside đưa tin hôm 7 tháng 3, nữ diễn viên đã thẳng thắn khẳng định giữa cô và Park Sejun không hề có tình cảm trên mức đồng nghiệp. Cô cho biết, dù tình cảm của khán giả dành cho hai nhân vật trong phim là rất lớn, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Mỹ nhân sinh năm 1986 cũng bày tỏ mong muốn fan sẽ không tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cả hai. Park Min Young chia sẻ, tôi đã từng có những cuộc tình bí mật nhưng không phải với Park Sejun. Tôi và anh ấy chưa bao giờ hẹn hò ở nước ngoài. Nếu tôi và bạn diễn là cặp tình nhân bí mật, sao tôi lại đăng ảnh lên mạng xã hội làm gì? Chúng tôi chỉ cần âm thầm bên nhau, không để lại bất kỳ dấu vết nào để mọi người truy ra. Không những vậy, nữ diễn viên Thư ký Kim Sao Thế còn thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng và tức giận khi bị gán ghép hẹn hò với Park Sejun chỉ vì check-in tại những địa điểm du lịch giống nhau hay thậm chí là trùng hợp đeo những món đồ phụ kiện thời trang. Park Min Young bức xúc. Những bằng chứng đó rất gượng ép nhưng mọi người cứ cố tin vào chúng. Tôi cũng không hề cố ý kết hợp những thứ như giày, mũ hay quần áo với Park Sejun. Không có gì gọi là đồ đôi cả. Tôi mệt mỏi khi cứ phải liên tục thanh minh chuyện tình cảm không có thật. Theo Park Min Young, việc bị gắn ghép quá mức với Park Sejun khiến nữ diễn viên cảm thấy căng thẳng. Thậm chí cô cho rằng điều đó làm ảnh hưởng cũng như lu mờ công sức của các diễn viên và nhân viên sản xuất drama Thư ký Kim Sao Thế. Sau cùng, mỹ nhân 36 tuổi khẳng định bản thân hiện vẫn đang độc thân và không có kế hoạch kết hôn. Trước đó, không ít lần cư dân mạng soi ra nhiều bằng chứng bộ đôi Thư ký Kim Sao Thế dùng đồ đôi như giày, mũ, thậm chí là cuốn cưng của cả hai cũng cùng một loài. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên dùng món đồ giống hệt với đôi giày mà Park Sejun đã từng đi. Vào giữa tháng 4 năm vừa rồi, cư dân mạng có để ý rằng cả Park Min Young và Park Sejun đều thi nhau đăng tải hình ảnh tại địa điểm có hoa anh đào nở. Được biết đó là thời điểm hoa anh đào nở rộ tại Hàn Quốc. Hình ảnh trên trang cá nhân của Park Min Young và Park Sejun đều khiến cộng đồng mạng tò mò, đặc biệt là khung cảnh căn biệt thự mà Park Min Young đứng chụp hình được cho là khá giống với địa điểm trong hình của Park Sejun. Cách đây vài tháng, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau loạt ảnh xoay bằng chứng hẹn hò của cặp đôi đình đám Park Sejun và Park Min Young. Theo đó, nhiều netizen phát hiện chi tiết Park Sejun từng đăng tải một chiếc nhẫn ở ngón trỏ bên phải. Đáng nói là Park Min Young cũng từng khoe hình ảnh selfie với chiếc nhẫn giống vậy ở ngón trỏ bên trái. Vì hai chiếc nhẫn này có kiểu dáng khá giống nhau nên một số cư dân mạng không cho rằng đây là sản phẩm được tài trợ quảng cáo mà là đồ đôi. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với một tạp chí, Park Min Young có đề cập tới bộ phim Thư ký Kim Sao Thế và bạn diễn Park Sejun, cô bộc bạch. Đối với tôi, tác phẩm này là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất. Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim hài tình cảm. Thật may mắn là tôi có thể hoàn tất dự án một cách suôn sẻ nhờ vào Park Sejun. Cậu ấy vốn giàu kinh nghiệm về mảng này và đã dẫn dắt tôi. Những lời chia sẻ trên của Park Min Young cho thấy tình cảm của cô dành cho Park Sejun. Cô thực sự cảm mến anh chàng bạn diễn điển trai đã giúp cô có được thành công rực rỡ trên màn ảnh nhỏ. Ngoài ra, Park Min Young cũng cho biết cô tập tành chơi golf được khoảng một năm nay. Cô thường tự hỏi tại sao lại không thử bộ môn này sớm hơn. Min Young say mê với sân cỏ và muốn cải thiện kỹ năng để đánh golf thật tốt. Nhiều người hâm mộ thêm phần chắc chắn chuyện Park Min Young và Park Sejun đang hẹn hò bí mật. Bằng chứng là Sejun cũng đã tự thừa nhận chuyện tập chơi golf. Sân golf có lẽ chính là nơi mà cặp đôi Thư ký Kim Sao Thế thường xuyên lui tới lúc rảnh rỗi.